Chào mừng mọi người đã quay trở lại với Xé Cưng, mình là Quỳnh Như đây. Sau khoảng một tháng ra mắt X-Force tại Hà Nội thì ngày hôm nay mình đang có mặt tại trường đua Đại Nam cùng với Mitsubishi X-Force và sẽ được cầm chiếc xe này lái và trải nghiệm trong một tiếng tiếp theo. Sau khi ra mắt tại Indo cũng như là một cái trải nghiệm nhanh ở sự kiện ra mắt tại Hà Nội thì mình thấy là bản thân mình này hay rất là nhiều người xem cũng để lại vô vàn những điều thắc mắc, những điểm tò mò, những cái suy đoán và thậm chí là một vài điều lo lắng về Mitsubishi X-Force, đặc biệt là về khả năng vận hành của chiếc xe này. Vậy nên là trong ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng lái và kiểm chứng xem là cái suy đoán nào là đúng, cái suy đoán nào là sai và đâu là điểm yếu của mẫu xe này khi vận hành nhé. Mang trong mình sứ mệnh là một trong số những chị em hiếm hoi tại sự kiện lái thử xe ngày hôm nay, nên mình sẽ hoàn toàn trải nghiệm chiếc xe này trên góc nhìn của chị em phụ nữ. Điều đầu tiên mà chị em phụ nữ quan tâm đấy là chiếc xe này nó có phải là một chiếc xe dễ dàng điều khiển, thân thiện với người lái và nó có những cái thiết kế phù hợp với cả nữ giới hay không. Thì chúng ta sẽ cùng xem là chiếc xe này nó có nhiều vị trí để đồ hay không nhá. Bởi vì đây là một cái điểm mà chị em phụ nữ khá là quan tâm. Mình thấy được một ưu điểm ở trên này rồi. Vị trí để kính. Đây, đây là một cái mình rất là thích. Cái tiếp đến là chúng ta sẽ có những cái vị trí để đồ như là hai cái phần cốc để nước ở đây. Bên trong này nó sẽ là một cái phần hốc có một cái khả năng đấy là giữ mát cho nước mọi người ạ. Nghĩa là khi mọi người sờ tay vào trong này này, nó sẽ có một cái hệ thống làm mát. Bỏ những cái chai nước vào thì nó vẫn mát mẻ. Và kể cả là không bỏ nước thì cái hộp này nó cũng khá là to để chúng ta để đồ nha. Tiếp đến là chúng mình sẽ có một cái phần để điện thoại cũng như là sạc không dây ở trên này. Một vài những cái khe nhỏ, mình nghĩ là những cái khe nhỏ như thế này chắc chỉ để được tiền hoặc là chìa khóa thôi. Một vài hốc nó cũng giống giống như thế này nhưng nhỏ hơn ở bên này nữa. Cái thiết kế như vậy đối với chị em phụ nữ là mình thấy cũng đủ dùng rồi. Và một phần tiếp theo mình sẽ cần phải test đấy là cái phần vải bọc và táp lô như thế này thì nó có dễ bám bẩn hay không. Vì nhìn thì nó đẹp rồi nhưng mà một cái màu xám quá là sáng, mà sờ thôi thì nó hoàn toàn là vải, không biết là nó có thể kháng nước và chống bám được hay không. Thì bây giờ mình sẽ lấy nước mình đổ vào để test luôn cho mọi người nhé. Tình hình là mình không tìm được cái nước nào có màu như kiểu là cà phê hay nước ngọt cả, nên mình sẽ đổ nước trắng và chúng ta sẽ xem là cái độ bám của cái giọt nước ở trên cái chất liệu này nó như thế nào nha. Cái nước mà nó trôi được ra khỏi cái phần mặt táp lô này nó khoảng 80-85%, sờ lên thì nó vẫn thấy là ẩm nhẹ. Nhưng mà mình nghĩ là cái chất liệu vải này so với cả chất liệu nhựa hay chất liệu da thì đương nhiên nó sẽ không thể chống bám tốt bằng. Nhưng được cái mình thấy là nó sẽ khá là dễ vệ sinh hơn so với hình dung của mình. Bởi vì mình lấy một cái rẻ như thế này mình lau qua nhá, và khi sờ lại thì thấy là nó khô hơn so với cả cái lúc mà mình vừa đổ nước lên rồi. Nói chung là đây là mình test thì mình mới đổ nhiều nước thế thôi. Nếu bình thường chẳng may mọi người đang uống cà phê, mọi người ảo phát ra đây thì lấy rẻ lau đi, có thể tránh đến tận 90% việc thấm đấy mọi người ạ. Bởi vì không ai đổ liên tục như mình cả. Rồi, tiếp theo, thứ mà chị em hay là lái mới rất là quan tâm đấy là cái tầm quan sát của chiếc xe này nó có đủ tốt hay không. Thì với vị trí hiện tại mình đang ngồi nhá, mình chỉ không thích cái phần chỉnh ghế cơ ở đây một chút, bởi vì nó không phải là theo dạng kéo hay là đẩy xuống mà nó sẽ là cái dạng núm xoay. Chúng ta xoay để có thể chỉnh được độ cao của ghế, còn cái độ nghiêng thì chúng ta vẫn sẽ là kéo như bình thường như thế này. Tuy nhiên thì mình khá là thích thiết kế của ghế trên cái mẫu xe này, bởi vì khi mà mình ngồi lái á, mình thấy là nó thực sự ôm một cách rất vừa vặn vào cái form người của người châu Á như chúng ta. Hơi tiếc một chút đấy là phần da thì không có những cái lỗ thông khí, thì mình nghĩ là mùa hè mà nóng hơn thì phần nào đấy sẽ khiến chúng ta ngồi bị bí khi mà ngồi một cái phần da mà nó lì như thế này và nó không hề có cái lỗ thông hơi ở trên. Rồi, tiếp đến phần vô lăng là một cái điểm mà mình khá là thích. Khi được bọc da cầm nó rất là vừa tay đối với cả con gái và cả con trai. Và cái thiết kế thì nó đã có những cái phím bấm mà bóng như thế này rồi, đẹp. Và quan trọng nhất đấy là phần tầm nhìn. Mình rất là thích cái cách thiết kế hai bên gương chiếu hậu. Nó giúp cho mình quan sát được rất nhiều nội dung ở phía sau mình khi mà mình lái xe. Kể cả là cái cách mà chúng ta chỉnh gương chiếu hậu luôn, nó cũng rất là thân thiện với người dùng. Mình cảm giác là các kỹ sư họ đã test rất lâu và họ đã tìm hiểu rất lâu về cái thói quen sử dụng của thị trường Đông Nam Á để có thể đưa ra một cái mẫu xe mà nó có những cái thiết kế phù hợp với cái size người của chúng ta như thế này. Phần cột A mình thấy là nó không quá dày cũng không quá mỏng, nó không tạo ra nhiều điểm mù, đặc biệt là khi mà mình đi vào những cái vòng xuyến này hay là những cái cung đường mà cần phải cua ấy, thì mình thấy là cái phần này
nó không che chắn quá nhiều tầm nhìn của mình. Nếu mọi người nhìn từ góc này, mọi người sẽ thấy là cái ụ này nó hơi to nhá. Nhưng mà tại vì là cái phần gương chiếu hậu nó được đặt cách ra một chút so với phần cột A, nó tạo một cái khoảng trống ở giữa, nên chúng ta vẫn có thể quan sát được. Điểm mà mình thấy là hơi khó quan sát một chút có lẽ là phần nắp capo. Phần nắp capo của xe này nó khá là cao so với cả góc nhìn của một người nữ như mình. Nghĩa là mình đã để ghế cao hết cỡ rồi, nếu mà cao nữa thì sẽ không thể nào mà với được tới chân ga chân phanh một cách thoải mái. Và khi mà mình để cái tầm ghế như thế này rồi, mình nhìn xuống á, mình thấy là cái phần nắp capo nó hơi nhô lên và hơi cản trở một xíu cái tầm nhìn của mình đối với phần mặt đường ở bên dưới và ở phía trước mặt của chúng ta khi mà chúng ta lái xe. Bây giờ thì mình sẽ thử cái hệ thống camera nha. Camera mình thấy điểm cộng là nó có hiển thị cái hướng đánh lái, thực sự rất là hữu ích cho lái mới cũng như là các chị em khi mà di chuyển ở trong đô thị luôn. Xin phép mọi người, mình sẽ phải đánh lái chết một chút để phục vụ cái nhu cầu là quay phim. Đây, tuy nhiên thì mình thấy là cái góc của camera nó đang hơi bị hẹp theo cái chiều cao một chút ấy. Mọi người sẽ cảm thấy là nó dàn trải sang hai bên và cảm giác như một cái gương cầu lồi ấy. Thì nếu mà mới đầu mọi người nhìn, mọi người chưa quen thì sẽ thấy là hơi khó quan sát một chút. Không quá nét nhưng mà cũng không quá mờ. Mình thấy là với X-Force thì cái vòng đánh lái từ khóa trái sang khóa phải nó đã ít hơn so với các X-Bander. Ví dụ cho mọi người xem nha, với X-Bander là 3,2 hay là 3,3 vòng gì đó. Nhưng đối với xe này mình sẽ đếm nhé. Mình sẽ hết, bây giờ mình hết lái trái này. 1 này, 2 này, 3. Chưa đến 3 vòng, mình nghĩ là 2,9 vòng là đã hết lái rồi. Thế thì có nghĩa là cái khả năng truyền tải cái mong muốn của người lái đối với chiếc xe nó sẽ được truyền đến bánh xe một cách nhanh nhạy hơn và nó không cần quá là nhiều thao tác giống như là X-Bander. Bây giờ thì chúng mình sẽ bắt đầu test các bài test ở trong đường thử nha mọi người. Điều mình tò mò thứ hai đấy là cái chế độ lái wet mode nó có thực sự là hoạt động hiệu quả. Tại vì là xe thì có 4 chế độ lái nhưng mà đây là chế độ mới được thêm vào khi mà xe về Việt Nam. Vậy nên là ngày hôm nay mình rất là muốn xem là thực tế thì cách vận hành của cái chế độ này nó là như thế nào. Cái chế độ lái này nó sẽ thực sự là hỗ trợ chúng ta khi mà chúng ta đi đường trơn trượt chứ không phải là đi đường ngập nước. Ban đầu thì mình đã kỳ vọng là cái chế độ này khi sinh ra dành cho Việt Nam với rất là nhiều lần bị ngập úng đường xá, đặc biệt là ở Hà Nội, thì nó sẽ có khả năng duy trì vòng tua và giúp cho chị em phụ nữ, kể cả là không biết những cái mẹo như là khi đi đường ngập nước thì không được ga và phanh liên tục, không được chuyển số xe để máy nó không bị tràn nước vào. Cái chế độ wet mode của xe này nó không phải là hoạt động như vậy, mà nó chỉ là giúp cho xe bám đường tốt hơn, cái khả năng phanh và cái độ an toàn được tăng lên khi mà chúng ta đi đường trơn trượt thôi. Đầu tiên thì mình sẽ test đường người ta đã phun nước rất là ướt rồi, nhưng mà mình sẽ đi về chế độ normal. Nói chung là cảm giác nó trượt lắm mọi người. Đi normal khá là sợ khi mà ôm cua liên tục trong một cái vòng tròn như thế này. Tại vì là dù mình có đánh vô lăng rất là nhiều thì cái bánh xe nó vẫn hơi trượt ra cái rìa ngoài của vòng tròn á. Rồi, bây giờ mình sẽ chuyển sang chế độ wet mode. Ở cái chỗ này. Normal này. Wet này. Là bây giờ mình cứ đi thôi, mình đi giống hệt lúc nãy và mình cũng không phanh. Nhưng mà khi mà mình đạp ga nha, là cái độ phản hồi của chân ga nó đã chậm hơn so với lúc nãy. Trong tất cả các chế độ thì ở chế độ wet mode sẽ là một cái chế độ mà cái vô lăng này nó sẽ nặng hơn so với các chế độ còn lại, và cái độ phản hồi của chân ga nó cũng thấp hơn. Phần nào nó cũng giúp cho chúng ta tránh cái tình trạng là đi đường ướt mà đạp ga quá là húm, sau đấy thì bị trượt bánh. Lúc này thì AC nó sẽ can thiệp và tạo ra cái sự chênh lệch giữa phanh của hai bánh trước, phanh bên phải và phanh bên trái, để tăng cái khả năng bám đường hơn. Mình vẫn ôm một cái vô lăng ở một cái góc y hệt lúc nãy, nhưng mà khi mà mình cua như thế này thì nó đã bám vào cái vòng tròn bên trong của đường chứ nó không bám ra cái gì ở bên ngoài nữa, và xe thì không bị trượt bánh nữa mọi người ạ. Nói chung là mọi thứ nó trở nên nặng hơn ấy, mặc dù là trong xe vẫn chở một đấy người thôi, nên mình có cảm giác là tự tin hơn khi mà đi một cái đường trơn trượt như thế này. Em có thể kết luận lại được là cái chế độ wet mode này nó thực sự là hữu ích, nhưng mà mọi người cần phải lưu ý là nó sẽ hữu ích trên đường ướt, trơn và trượt thôi, chứ không phải là hữu ích khi mà đi trời mưa ngập nước nha. Cái màn hình này nó sẽ hiển thị những cái vòng tròn cung cấp những cái thông tin mà chúng ta cần ở trong cái chế độ đấy. Ví dụ lúc nãy mình để wet mode là cái chế độ này đúng không, thì nó sẽ cung cấp thông tin là cái vô lăng mình đang đánh lái ở cái mức nào như thế này. Đấy, lái phải bao nhiêu, lái trái bao nhiêu. Và cái chỗ này thì sẽ hiển thị thông tin là cái AEC là cái phanh nó can thiệp vào các bánh như thế nào.
cũng như là cái hướng đánh lái của hai bánh trước. Nói chung là mình thấy là nó thiết kế kiểu thân thiện, dễ dùng ấy mọi người. Xe này nó dùng chung động cơ với cả Xpander thì liệu rằng nó có bị yếu hay không? Động cơ thì hai xe cho ra thông số giống hệt nhau rồi. Tuy nhiên mình thấy là Xpander là một cái xe bán khá là chạy và mọi người cũng khá là hài lòng với cái việc mà xe nó hoạt động không quá mạnh như thế, nó vừa phải với môi trường Việt Nam. Và đặc biệt là xe này còn có ít ghế hơn nên là trọng lượng phun tải đương nhiên là nó sẽ thấp hơn so với cả Xpander. Nên mình kỳ vọng là với cùng một cái cỗ máy như thế, cùng một cái thông số động cơ như thế, nhưng mà cái xác của nó nhẹ hơn thì nó vẫn sẽ cho ra một cái khả năng vận hành bốc hơn. Và tiếp theo chúng ta sẽ trải nghiệm ngay ở trên cái cung đường tăng tốc để xem là với những cái môi trường mà ví dụ mọi người cần vượt xe một cách an toàn chẳng hạn, ở trên cao tốc thì cái xe mà được sinh ra dành cho đô thị như thế này nó có thể đáp ứng được hay không. Tăng tốc nha, cái này đi được 100. Nói chung để mà nói là tăng tốc nhanh thì không có đâu mọi người ạ. Tuy nhiên là nó bốc hơn một chút so với cả Xpander, bởi vì đúng là xe nó nhẹ hơn. Và có một điểm mình thấy hay nữa, đấy là khi tăng tốc thì cái tiếng động cơ ấy nó không gào nhiều, nó không tạo ra nhiều tiếng ồn. Bởi vì là họ đã giả lập một cái cách hoạt động giống như là một chiếc xe hộp số 8 cấp vậy. Nghĩa là khi mọi người tăng tốc, mọi người sẽ thấy những cái khoảng nó giả lập cách nhảy số ấy. Việc giả lập như thế nó sẽ giúp cho cái xe và cái động cơ nó sẽ không bị kêu quá to, giống như là cái đặc trưng của hộp số CVT khi mà tăng tốc. Nói chung mình thấy là với nhu cầu sử dụng một chiếc xe đô thị nhá, đa phần là hàng ngày đi đô thị và lâu lâu chúng ta vẫn đi đường trường để có những chuyến đi chơi ngoại thành á, thì mình thấy là cái xe này hoàn toàn có thể đáp ứng được cái nhu cầu đấy. Nó không hề yếu như mình nghĩ đâu mọi người, so với cả mặt bằng chung của phân khúc. Mặc dù mẫu xe này có cái thông số động cơ nó không hề mạnh nha, nhưng mà nó đang làm rất là tốt cái nhiệm vụ của nó rồi. Mình thấy ở dưới 60 đến 70 km/h thì gần như là lúc nào chúng ta cũng sẽ có cảm giác là nó chill chill, nó mượt mà, nó uyển chuyển, nó dễ chịu. Nó sẽ không phải là quá mạnh để khiến mọi người đạp một cái mà thấy bị dính lưng vào ghế đâu, nhưng mà nó sẽ dễ chịu theo kiểu là mọi người đạp lên được 60 km lúc nào không hay. Và để cảm nhận rõ cái sự khác biệt giữa chế độ lái normal với cả chế độ lái sport thì bây giờ đoạn đường tiếp theo mình sẽ đi normal nha. Đạp normal lên đến khoảng tầm 40 đi thì mình chuyển sang sport. Nhận là máy ví dụ lúc nãy nó mạnh 5 chẳng hạn thì bây giờ nó mạnh lên mức 7. Ưu điểm là không bị gào động cơ. Thế thôi, còn để nói là nó có một cái sự khác biệt rất là thể thao thì không phải đâu mọi người ạ. Chỉ là trong những cái trường hợp cần vượt xe thì mình nghĩ là việc mọi người bật chế độ sport nó có thể giúp mọi người có thể vượt được một cách an toàn. Có một điểm mình rất là thắc mắc khi mà mình xem các video mọi người trải nghiệm cái phiên bản Indo trước đó. Mọi người chê rất nhiều về cái việc là cái hệ thống treo của X-Force ở Indo nó quá là cứng. Thế nên là ngày hôm nay chúng ta sẽ trải nghiệm luôn một cái cung đường mà chắc là nó gồ ghề hơn so với đa số đường phố bình thường mà mọi người đi, để xem là cái hệ thống treo này nó có thực sự là cứng hay không. Lần nãy thì mình có trải nghiệm một vòng nhưng mà ngồi đằng hàng ghế thứ 2 á thì mình thấy là nó bình thường, nó không phải là quá cứng đâu. Lát nữa mình sẽ hỏi lại, nhưng mà có vẻ là khi về Việt Nam thì họ đã tinh chỉnh một chút về cái hệ thống treo. Thế nên là khi mà mình đi qua cái đoạn đường vừa rồi thì mình thấy là nó không bị thúc vào lưng đâu. Thật ra thì đây là một cái xe mà mình thấy hệ thống treo nó khá là cân đối ấy. Nó không quá mềm, không quá cứng, nó vẫn hơi thiên về cứng một chút nha, nhưng mà nó không bị quá cứng á mọi người. Đây là chế độ để đi đường sỏi đá nha mọi người. Sau đấy thì mình sẽ chuyển cái hiển thị của màn hình. Đấy, thì nó sẽ có một cái đồng hồ hiển thị độ dốc ngang cũng như là độ dốc theo phương thẳng đứng của xe. Và ở trên màn hình thì người ta sẽ đo luôn cho mình là đang ở cái độ dốc là bao nhiêu. Thì mình nghĩ đây chắc là cái tác dụng lớn nhất của việc mà chúng ta có một cái khoảng sáng gầm tận 222mm, góc tới và góc thoát rất là lớn.
Thế còn đối với đường bình thường thì mình thấy có nhiều comment sợ là một cái khoảng sấn gầm cao, khi mà chúng ta ôm cua nó sẽ bị tròng trành, thì tiếp theo sẽ là những cái cung đường, đường hẹp quanh co để thử xem là nó có tròng trành không nha. Đường này thì cho đi là 40 km/h, mình sẽ đi đúng 40 km/h ôm cua này, không hề lắc, không hề bay đuôi nha. Và cuối cùng, đấy là băn khoăn của mình về độ ồn. Bởi vì xe này thì khi nói về cái mặt âm thanh á, mọi người hay nói nhất là cái dàn loa Yamaha. Tuy nhiên đấy sẽ chỉ là cái dàn loa xuất hiện ở trên phiên bản cao cấp nhất mà thôi. Với các phiên bản còn lại thì sẽ không có cái dàn loa này. Và khi không có cái dàn loa này thì liệu rằng nó có bộc lộ ra những cái yếu điểm khác về mặt cách âm hay không? Mình đang đi ở trên một cái đường mà nó sẽ có những cái viên đá xanh, đá phiến mà được cắt nhỏ ra ấy. Đi mọi người tưởng tượng là nó ồn đến mức độ nào rồi. Mình thấy là cái khả năng cách âm của cái mẫu xe này nó khá là ổn so với mặt bằng chung của phân khúc. Nghĩa là nếu mà nói là nó rất rất đỉnh, cách âm rất rất tốt thì nó không phải đâu. Tuy nhiên nó không có một cái sự ồn nào là quá đáng cả. Nói chung là ồn thì phân khúc này xe nào cũng ồn thôi. Nhưng mà đối với X-Force mình thấy là ồn ở mức chấp nhận được, thậm chí là hơn mức chấp nhận được một chút. Và đó là những trải nghiệm nhanh của mình cùng với Mitsubishi X-Force trong trường đua Đại Nam ngày hôm nay. Mình nghĩ là sẽ còn rất nhiều điều để có thể nói về chiếc xe này, nhưng chắc sẽ phải hẹn mọi người trong một video review. Còn ngày hôm nay thì đến đây là đủ rồi. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi video và hẹn gặp lại mọi người trong những clip khác của Xế Cưng nhé. Bye bye!